gì cô? Hết luôn. Rồi bây giờ đợi mát uống nước xong rồi mình sẽ tiếp tục nha tụi con. Đây là cô bé khoảng khăn đỏ. Đúng rồi. Ủa sao cô bé hoàng căng bỏ lại mặc đồ màu xanh? Thôi tụi con ơi, cái gì mà how Peter you vậy? How How you Peter? How are Peter? you Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp theo cái gì? I'm 3A class in. Tớ học ở lớp 3A thì mình nói sao? À, 3A, đúng rồi. I'm in class 3A. Nào, Tony đọc cô nghe. Đó. In am À, đúng rồi. Rồi, câu này. Nice to meet nice you. To meet you. Đúng rồi. À, câu này. Hai năm. How are À, you? mát Hai giỏi năm. quá. Hai năm. How À, mát giỏi quá. Tiếp theo. How are Nào cho bà mình đĩa thôi. Cô bỗng nhầm ấy. Cô bỗng. Trời ơi, tội nghiệp cô bé quàng khăn đỏ quá. Nó bị té xuống sông rồi. Rồi, bây giờ tụi con làm nào. Hai gì? Rồi, xem lại đúng chưa? Đừng có để cô bé té một lần nữa. Rồi, Rồi, nói tiếp đây nè. Hiền, goodbye miss gì đây? Bye miss Hiền. Goodbye Goodbye miss miss Hiền. Hiền. Rồi, cái gì đây tụi con? I'm fine, I'm fine, thank thank Đúng rồi. you. Rồi, cái gì đây tụi con? I'm fine, I'm fine, thank Đúng rồi. Tiếp theo cái gì đây tụi con ơi? Bye quân xin. See you again. À, see Ba you again hả? see Giỏi quá. Sắp mất cả. Nào chào em. Em Hoa hello. Am Hoa hello đúng không tụi con? Hello em Hoa. Đúng rồi, hello Am Hoa đúng Hello không? Hoa. Cách chấm 10 điểm Tại lại cô. chấm 10 điểm rồi Tại cô tại ấy cho mất tại 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 cho mất 10 cô làm điểm nó 90 điểm rồi. Lầm nhầm. vậy mà không biết đừng nhắc cô gì hết trơn. con chỉ tay nhắc sẵn Cô có phải yêu nghe chơi chơi với đơn vị thực vị đúng không? Rồi bây giờ tụi con sẽ điền vô cái gì are you I'm fine thanks đây. Điền từ nào đây tụi con? How Rồi, chắc rồi, đúng rồi. quá hay. Từ nào sai trong những từ này đây tụi con? To Nice to meet. Mitch. meet Mitch. Rồi, từ nào sai? Hello, morning, class. This is Mr. Smith. Câu đơ đi cô. Tên của người ta đâu có gì sai đâu con. Hello morning có gì đúng hay sai? Ngon nhìn nè. Chào buổi sáng mà Ngon. hello morning đúng không? Không. Phải là gì mới đúng? Học bài anh Chào buổi cô. Good morning chứ sao lại hello morning? Nào tụi con đọc với cô good morning. Good Good morning.
Như vậy từ nào sai đây tụi con? Từ nào sai? Hello. Đúng rồi, giỏi quá. Từ good á. Good gì đó? How are you today? Good gì đây? Cô vừa mới chỉ. How are you today? Good gì tụi con? Good bye, good morning, good hello, good hi. Good morning. Giỏi quá, Mác giỏi quá. Good morning. Rồi, cái gì em trả lời? I am. Hi, không có ai, không có hai. Hello, an. Câu nào đây? Hello, hi, bye, hi, goodbye, see you later. Dạ là câu hello. Hello, đúng rồi. Hi Mai, cái gì to meet you? Nice to meet you. Câu C, đúng rồi, nice to meet you. Tiếp theo, cái nào sai đây con? Hello Peter, how are you today? Chữ nào sai nhỉ? It. À, phải là how gì? How are you? Đúng rồi, how are you mà how are you là không có đúng rồi. Rồi, goodbye, see you later. Có chữ nào sai tụi con? Chữ nào sai? Goodbye. Goodbye. Later, đúng rồi con à. Goodbye sai chỗ nào? Đổi see you again. Chữ bye phải sửa thành chữ gì đây? Sửa làm sao cho đúng? Chữ E. À đúng rồi, chữ B rồi, chữ E, chữ E, đúng rồi. How are you today? Fine, thank. À, câu này có nhiều bạn không phát hiện ra đâu. Hôm nay bạn khỏe không? Khỏe, cảm ơn. Chữ thanh này phải thiếu gì con? Thiếu chữ sờ. À, hoặc là chữ thank you. Giỏi quá. Tiếp theo, I'm fine, cái gì you? Thank you. Thank you hay là thanks it? Câu A hay câu B? Câu A. Câu A. Hỏi quá. Câu A. Very good. Wow, lần này được 100 điểm luôn. Cô không bấm nhầm gì hết. À, hình nãy cô bấm nhầm cái em. Rồi, hai bạn đã quay trở lại rồi. Hai sư anh hùng đã quay trở lại. Cô đã quay trở lại rồi. Rồi. Nãy giờ nghe hay quá. Rồi, câu này là gì đây con? How are you today? Đúng rồi. Lần này cô không được bấm nhầm nữa nha. À, lần này cô sẽ bấm chú ý hơn. Rồi, cái gì đây nhà tụi con? Nhà UC. Bye, see gì? See you soon. Rồi, see you soon là gặp sớm, gặp lại bạn. Tụi con đọc với cô nào. Goodbye, see you soon. Goodbye, see you soon. Đúng rồi. Rồi, cô ấy có phải là Linda không? Thì mình dùng từ nào? Linda. À. Linda. Is she Linda? Tụi con đọc với cô nào. Is she Linda? Is she Linda? Đúng rồi. Có phải họ là Mai và Quân không? Quân và Mai không? Quân and Mai. Đúng rồi, tụi con đọc theo cô nào. À đây, Quân and Mai. Ai đây, Quân và Mai. À đây, Quân and Mai. Đây, ai đây, Quân and Mai. Đúng rồi, có phải họ là Quân và Mai không?
Rồi câu này dễ nè. Hello Am Quân. Hello Am Quân đúng rồi. See you again. Rồi tôi có nói với cô gặp lại bạn nha. Rồi see you again. See you again. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi cái này dễ này tụi con ơi. Nice to meet you. Nice to meet you. Đúng rồi. Nay tiếp theo nhanh lên tụi con ơi, cái này dễ. Hai em Phong. Hai em Phong. Rồi. Hai em Phong luôn. Hai em Phong, hai em Phong. Cô Lan là cô giáo của tớ. Biết ăn mai. Biết thích thờ. Miss Lan gì tụi con? Miss Lan, my is teacher. My is teacher á, Miss Lan is. Chữ is này có nghĩa là tụi con ạ. Miss Lan is gì? My is my teacher. Đúng rồi, tụi con đọc với cô nào. Miss Lan is my teacher. Miss Lan is my teacher. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, còn một câu cuối nữa thôi, cố gắng nào. Động não, động não. Anh Nam, see you tomorrow. Bye, Nam, see you. See you tomorrow, tụi con đọc nào. Bye, Nam, see you tomorrow. Bye, Nam, see you tomorrow. À, tạm biệt Nam, gặp lại bạn ngày mai. Tomorrow là ngày mai nha tụi con. Này có hơn gấp sai nữa rồi đó. Cô được 100 điểm luôn đấy tụi con ạ. À.